hậu phương Nga e ấp với thiết kế áo dài họa tiết tươi mới chào đón xuân Kỷ Hợi. Thưa quý vị và các bạn, để chào đón mùa xuân Kỷ Hợi, Á hậu phương Nga và nhà thiết kế Anh Tuấn đã mang đến một bộ sưu tập áo dài với màu sắc rực rỡ của mùa xuân. Bộ sưu tập áo dài dành cho dịp Tết Kỷ Hợi sử dụng chất liệu gấm, lụa sang trọng và giữ nguyên phong dáng truyền thống, giúp người mặc khai thác đường nét cơ thể quyến rũ. Nhà thiết kế Anh Tuấn đã chú trọng vào họa tiết in trên áo nhằm tạo sự nổi bật khác biệt cho trang phục mà vẫn đảm bảo nền nã quý phái. Á hậu phương Nga rực rỡ cùng áo dài ngày xuân. Sắc hoa luôn tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo và giúp các nhà thiết kế mang tới nhiều mẫu trang phục cuốn hút. Đây chắc chắn sẽ là những gợi ý hoàn hảo dành cho chị em nếu đang đắn đo suy nghĩ về bộ áo dài mình sẽ diện ngày Tết này. Với một số thiết kế, anh đã tinh tế sử dụng chi tiết đính kết trên những cánh hoa, trên nền áo dài nền nã, tạo thành điểm nhấn độc đáo cho tổng thể. Chọn những thiết kế cách tân, Á hậu phương Nga vừa khoe được vẻ đẹp truyền thống vừa mang nét hiện đại. Màu sắc này góp phần tôn lên lợi thế vóc dáng mảnh mai, làn da trắng của nàng hậu. Đặc biệt, lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài bồng bềnh giúp phương Nga thêm phần nền nã duyên dáng trong những thiết kế áo dài tươi mới này. Đây là những thiết kế áo dài có màu sắc và họa tiết nổi bật bắt mắt, đánh thức thị giác. Loạt áo dài lấy cảm hứng và lồng ghép từ hoa như hoa đào, hoa mai, hoa bách hợp. Á hậu phương Nga khiến cả góc phố sáng bừng bởi nhan sắc rực rỡ của cô. Á hậu phương Nga yêu kiều nền nã với kiểu tóc uốn, e ấp với những thiết kế áo dài họa tiết tươi mới, một phương Nga hoàn toàn khác khiến ai nhìn cũng đắm say. Nhan sắc kiêu sa của nàng hậu càng thăng hoa hơn, gấp bội khi khoe sắc trong những tà áo dài duyên dáng đẹp đến mê lòng này. Á hậu phương Nga lần đầu mặc váy cưới. Phương Nga chia sẻ, lần đầu tiên mặc váy cưới tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một chút. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, sự năng động, tươi trẻ và nguồn năng lượng tích cực mà Á hậu phương Nga sở hữu là những yếu tố giúp cô được khán giả yêu mến. Người đẹp 20 tuổi mới đây gây bất ngờ khi hóa thân thành cô dâu, gây hiểu lầm sắp lên xe hoa. Tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một bộ ảnh thời trang. Đây là lần đầu tiên Phương Nga thử mặc váy cưới nên cô liên tục cảm thấy hồi hộp khi chụp hình. Phương Nga chia sẻ, lần đầu tiên được mặc váy cưới tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một chút. Tôi vẫn thường tưởng tượng lễ cưới sau này của mình sẽ được tổ chức theo phong cách mộc mơ như trên mây. Sẽ có khói phủ toàn bộ buổi lễ để tạo cảm giác là thiên đường. Cô nói thêm, hôm nay chỉ khoác lên mình bộ váy cưới để chụp hình thôi mà tôi đã hồi hộp thế này thì không biết lúc làm cô dâu thật được cùng chú rể bước vào lễ đường sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn đó là câu chuyện của tương lai xa nữa. Hiện tại tôi đang muốn tận hưởng nhiều hơn cuộc sống độc thân, tôi không muốn lấy chồng sớm. Á hậu phương Nga mới đây nhất đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018 và lọt vào top 10 chung cuộc. Á hậu phương Nga bị chê khuôn mặt quá đại chúng. Phương Nga thừa nhận nhan sắc bản thân chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng cô tin vẻ đẹp toát ra từ thần thái của mình sẽ rất thu hút. Trên trang cá nhân Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga vừa có cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Khi được hỏi, chị ơi mọi người nói chị có khuôn mặt quá đại chúng và chỉ đạt ở mức có thể gọi là ưa nhìn thôi, chị nghĩ như thế nào? Á hậu bình thản đáp, chị thấy cũng đúng, chị không thấy mình quá xinh đẹp, chỉ ở mức trung bình một tí hay như cách mọi người gọi là ưa nhìn. Nhưng chị luôn biết cách làm bản thân mình đẹp hơn bằng nụ cười, trang phục, sự tự tin. Và chị chắc chắn rằng vẻ đẹp toát ra từ thần thái sẽ rất thu hút. Câu trả lời của Phương Nga được người hâm mộ khen khéo léo và thông minh, fan cũng gửi lời chúc cô sẽ luôn tự tin và tỏa sáng. Phương Nga sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 846492. Người đẹp năm nay 20 tuổi là Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2018. Cô là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 đợt tháng 10 vừa qua tại Myanmar. Phương Nga lọt vào top 10 chung cuộc nhờ chiến thắng giải thưởng Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Đại diện Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen với màn hùng biện bằng tiếng Anh lưu loát về chủ đề kêu gọi chống chiến tranh và bạo lực. Kết quả, Phương Nga không thể vào top 5 gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Á hậu Phương Nga nói gì về tin hẹn hò diễn viên Bình An?
thông tin Á hậu Bùi Phương Nga hẹn hò nam diễn viên Bình An được lan truyền sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Mới đây, Á hậu đã lên tiếng phủ nhận điều này. Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 vào 16 tháng 9, nhiều dân mạng đưa ra một số hình ảnh kèm nghi vấn Á hậu Bùi Phương Nga hẹn hò nam diễn viên Điền Trai Bình An. Cụ thể, tại trang cá nhân, Bình An chia sẻ nhiều hình ảnh úp mở chuyện đang yêu một cô gái. Dù ảnh khá mờ và không lộ mặt nữ chính, dân mạng tìm thấy điểm tương đồng giữa bạn gái nam diễn viên và Á hậu Bùi Phương Nga qua trang phục, phụ kiện và vóc dáng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, dân mạng nhận thấy từ váy, áo đến chiếc nhẫn đôi của bạn gái Bình An đều trùng khớp với đồ Á hậu một diện. Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Bình An viết tại trang cá nhân: "Ngày tháng gian khó cũng đã qua, chào mừng em trở lại với cuộc sống của anh." Dòng trạng thái này được cho là nhắn gửi Phương Nga. Nam diễn viên cũng đến tận nơi xem trực tiếp chung kết, sau đó chụp ảnh cùng Á hậu một. Không chỉ theo dõi nhau trên trang cá nhân, Bình An còn thường xuyên thả tim vào ảnh của Phương Nga. Dân mạng nhận xét Phương Nga và Bình An rất xứng đôi và hy vọng thật sự là một cặp. Nói về nghi vấn hẹn hò Á hậu Phương Nga, Bình An chia sẻ: "Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư nên tôi không muốn chia sẻ, khi nào thấy thích hợp tôi sẽ nói sau." Nam diễn viên cũng né tránh trả lời về hình ảnh hai người mặc áo đôi được cư dân mạng truyền tay nhau. Đến 27 tháng 9, nam diễn viên quê Phú Thọ bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp màn hình một ca khúc, nhấn vào câu "có lẽ điều tệ nhất là mất em". Sau đó là bức ảnh kèm câu nói như trách móc: "Đó không phải là lý do." Từ đó, nhiều dân mạng cho rằng có mối quan hệ tình cảm của Bình An đang gặp trục trặc. Á hậu Phương Nga xác nhận bức ảnh chụp chung với Bình An chỉ nhằm mục đích nói công việc liên quan thời trang. Á hậu không muốn nói đến chuyện tình cảm riêng tư để tập trung làm tốt công việc. "Tôi hy vọng mọi người dõi theo và ủng hộ mình trong các hoạt động sau khi trở thành Á hậu 1 cũng như cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế sắp tới. Chuyện tình cảm tôi xin phép không tiết lộ", Phương Nga chia sẻ. Á hậu Bùi Phương Nga, 20 tuổi, ở Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. 9X sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với 12 năm học phổ thông đạt học sinh giỏi, luôn là cán bộ lớp cần mẫn, một trong 10 sinh viên tiêu biểu được trao bằng khen năm 2017. Trong năm 2017, Phương Nga liên tiếp đăng quang hai cuộc thi Hoa khôi, sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 và gương mặt trang bìa báo sinh viên Việt Nam 2017. Diễn viên Bình An, tên thật Nguyễn Bình An, 25 tuổi, ở Phú Thọ, được biết đến khi tham gia diễn xuất trong các phim Lạc Giới, Tình khúc Bạch Dương. Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng 1m82 cùng lối diễn xuất khá thu hút, anh giành được nhiều tình cảm từ khán giả. Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò. Người hâm mộ tiếp tục được dịp đồn đoán về mối quan hệ giữa Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An cùng tin đồn hò hẹn từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, khoảnh khắc được cho là Á hậu Phương Nga và Bình An đi ăn tối cùng nhau được một người hâm mộ ghi lại. Cụ thể, dù đội mũ che phần lớn gương mặt nhưng dựa vào vóc dáng, khá nhiều dân mạng nhận ra nam diễn viên Tình khúc Bạch Dương. Trong khi đó, cô gái ngồi cạnh Bình An lại đi đôi giày giống của Phương Nga trong hình ảnh được đăng tải cách đây không lâu. Hình ảnh được cho là Bình An và Phương Nga đi ăn tối được một người hâm mộ chụp lại. Tin đồn Á hậu Phương Nga hẹn hò diễn viên Bình An là một trong những chủ đề nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Những chia sẻ đầy trùng hợp trên mạng xã hội cùng mặc áo đôi là các yếu tố được người hâm mộ coi là bằng chứng cho nghi vấn này. Tuy nhiên, trước sự bàn tán, cả Phương Nga và Bình An đều từ chối nói về chuyện tình cảm. "Vấn đề đời tư này tôi chỉ muốn giữ riêng cho bản thân", Phương Nga cho biết.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.